Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái biển báo mà giao nhau với đường ưu tiên và giao nhau với đường không ưu tiên nha. Rồi, thì thường mình sẽ gặp hai biển này. Mình sẽ vẽ lại. Đây. Các bạn cứ tưởng tượng đi, đây là con hẻm nhỏ, đây là một cái đường bự ha. Thì các bạn phải xác định được hai cái này các bạn mới làm bài được nha. Rồi, cái này nè, giao nhau với đường sao không ưu tiên ha, các bạn phải thuộc tên biển nha. Đó, có mũi tên đi lên đúng không? Rồi ví dụ ha, mũi tên đi lên là nó đây nè, nó đường chính á, xe chạy lên và gặp cái này, à nó có màu đen đậm vô đây nè và một cái gạch qua ha, một gạch qua thì nó biểu thị cho cái đường bự á ha, còn cái gạch nhỏ qua là nó giao nhau với đường sao không ưu tiên. Rồi tiếp tục nè, à, các bạn để cái này đúng không, bạn để qua đây ha, mình đường bự mình chạy lên ha, mình gặp cái đường hai đường nhỏ thì mình sẽ là giao nhau với đường không ưu tiên, tại vì đường nhỏ là không ưu tiên mà, đường bự đường ưu tiên nhớ nha, đường bự đường ưu tiên, đường bự mình muốn chạy sao chạy ha, còn đường nhỏ này nó phải nhường. Rồi đường nhỏ nó sẽ có sao, nó sẽ có cái biển này, mũi tên đi xuống ha. Đó, đó là giao nhau với đường ưu tiên thì chạy ra gặp cái đường ưu tiên gọi là giao nhau nè. Nè các bạn nè, cái đường này nè, cái mũi tên đi xuống nè, thấy không, mũi tên đi xuống thì đường nhỏ chạy ra nè, đường bự đường ưu tiên đúng không, gọi là giao nhau với ưu tiên ha. Đó, giao nhau với ưu tiên. Rồi các bạn sẽ thấy đường bự nó sẽ có một cái biển mà bắt đầu đường đường ưu tiên nữa, nó cũng ưu tiên ha, cái này này ở đây này ha, bạn vẽ ha. Đó, à, các bạn chú ý ha, hai cái biển này thì chạy đến đây nó đều ưu tiên hết ha, rồi chỉ có thằng biển này là không ưu tiên thôi. Rồi nói chắc các bạn cũng hiểu rồi, đây là khi các bạn xét như thế này nè, gặp cái biển này thì mình phải nhường ha, cứ thấy biển này là mình nhường ha, gặp cái biển mà mũi tên nó đi xuống này nè là nhường. Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hỏi tại sao cái này mà sao xe này được đi trước, thì mình sẽ giải thích như thế này nè. Cái biển này giao nhau với đường ưu tiên đúng không, nhưng mà nó sát xe ưu tiên ha, đúng ra thằng này xe mô tô đi đúng không, nhưng mà cái này là xe cứu thương nó được ưu tiên. Với lại cái đường nè, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn nè, mình chỉ cho cái biển nó là giao nhau với đường sao ưu tiên đúng không, là cái thằng này không ưu tiên, nhưng mà cái nó có cái ô nè, cái ô biển báo phụ á, đây đây các bạn thấy vẽ cái này không, cái đậm là ưu tiên, cái đậm là ưu tiên ha. Rồi tiếp tục, rồi nó vẽ cái đậm có nghĩa là nguyên cái đường này là đường ưu tiên ha, nguyên cái đường này ưu tiên, các bạn thấy cái đậm này không đó, các bạn nào mà không thấy kia mình chụp hình cho ha, thì ưu tiên có nghĩa là xe mô tô với xe cứu thương đi là đi thẳng trước, quẹo phải quẹo trái, thằng này đi thẳng nè, cứu thương đi thẳng nè, nên là sẽ được ưu tiên ha, tại vì nó đi trên đường ưu tiên ha, nó có biển phụ đây nè, biển phụ chỉ. Rồi tiếp tục, cái này không có biển báo gì nhưng mà mình xét là tay phải không vướng, mình xác định mình ngồi trong đây tay phải mình không vướng, mình được đi ha, tay phải không có gì nè, đó nghĩa là thằng mô tô đi trước, cứ tay phải không vướng là không có gì nè, mô tô đi ha. Rồi giao nhau với đường ưu tiên đúng không, giao nhau với đường không ưu tiên ha, các bạn phải nhớ nha, giao nhau với không ưu tiên, cái này không ưu tiên ha, cái biển này không ưu tiên nè, không ưu tiên nè, mặt trước mặt sau nè ha, mặt trước mặt sau, giao nhau với đường không ưu tiên là nó sẽ được ưu tiên, nhớ vậy thôi. Nó hay bị lẫn lộn nhưng mà các bạn chú ý là các bạn nhớ ha, tại vì nó có một cái gạch qua thì các bạn nhớ cái gạch qua là không ưu tiên ha, nè cái gạch nhỏ đây nè, còn gạch bự là đường bự ha, còn gạch nhỏ vô ngang qua đường nhỏ, đường bự thì chỉ dây thì sẽ tải được đi ha. Rồi có những câu nào khó các bạn cứ chụp hỏi mình sẽ hỗ trợ cho.